Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, nhược bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhược bình kính lễ cô tu nữ. Nhược bình kính chào Huynh Quách Tha Ná, kính chào Ánh Bình Minh, kính chào Sức Trần Đạo, kính chào Giác Ngộ, kính chào Buông Bỏ, kính chào Sức Trạng Đông. Kính chào cô Ái Minh, kính chào Khổ Đế, kính chào Thi Lâm, kính chào Châu Phan, kính chào ai kêu anh em đó. Kính chào Hư Vân. Dạ không biết phải không, giờ Nhật Bình đọc cái đích này lần đầu tiên, không biết có đúng không, có sai thì xin cho Nhật Bình một tín hiệu để Nhật Bình xin sửa lại ạ. Kính chào học online, kính chào Trang Thư, kính chào Thấy Là Thường. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng, sa thú linh thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Huynh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Bình cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Trạng Đông đã thay mặt đạo tràng đã mở room và cho nghe pháp của Sư Tử Khanh. Nhà rất cảm ơn Trạng Đông rất là nhiều. Dạ, minh chào Sức Thành Kiểm, người giàu đạo tràng. Cảm ơn Minh Bách Thanh Á cho bài học. Dạ, bây giờ không biết hôm nay cô Tự Duyên có cầm mic được không cô? Nếu cô cầm mic được cho Nhật Bình một tín hiệu, kính mời cô. Và sau đó thì Nhật Bình mến mời Sức Trần Đạo, Sức Trần Đông, cô ấy Minh, Sức Thành Kiểm. Rồi còn đi nào không? Dạ, và xin mời tất cả đạo tràng. Dạ, Hư Vân có cầm mic được không? Cầm mic đi để có thể trong đạo tràng biết Hư Vân là nam hay nữ hoặc là tu sĩ hay cư sĩ à. Dạ, Nam Mô Bích Hà giá. Dạ, Răng Đông ơi, vậy là cô Tự Duyên chưa có cầm mic được, mời Răng Đông mở hàng. Dạ, xa thú mời Răng Đông nha. Dạ, em kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tuệ Viên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 381. Ba môi cha ba hú luôn viết khú ba xà nô Uttha sa sa ni a thi ca che pa tăng sam tăng sang kha ru pa sa mang su khang pa moi cha pa hu lo vi khu pa sa no Uttha sa sa ni a thi ca che pa tăng sam tăng sang kha ru pa sa mang su khang ba mốt cha ba hu lô phi hu ba sa nô bút tha sa sa nê a thi cát chê ba đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khăng tỷ kheo nhiều hân quang tịnh tính giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba mốt cha ba hu lô phi hú ba sa nô bút tha sa sa nê a thi cát chê ba đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khăng tỳ kheo giáo pháp tính thành thọ hưởng pháp lạc trong lành hân hoan dễ sao chứng được tỉnh an các hành tịch tịnh lạc ban nào tìm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sơn Thà Giá. Con kính đảnh lễ chư Thầm Minh Hạnh để Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức Tăng kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Xin chào quý anh chị trong đại tràng. Cảm ơn chị Hằng Đông, chị Nhật Bình cho biết tín hiệu nghe rõ.
con xin kể câu kinh Pháp Cú số 381. Bà Mau Cha Ba Hồ Lô Tinh Khu Bà San Nô Buôn Thà Sa Sa Nê Bà Thi Yạc Chê Bà Đăng Sang Tăng Sang Kha Rú Ba Sa Mông Su Hành Bà Móc Cha Ba Hồ Lô Bích Khu Bà Sa Nô Bụt Thà Sa Sa Nê A Thi Yạc Chê Bà Đăng Sang Tăng Sang Kha Rú Ba Sa Mang Su Khe Tỳ Kheo Nhiều Hân Hoan Tịch Tịnh Giáo Pháp Phật Kính Cảnh Với Tịch Tịnh Các Hành An Lạc Cảnh Đó là khổ cô Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà Mộc Cha Ba Hồ Lô Bình Khu Bà San Nô Bụt Thà Sa Sa Nê A Thích Đắc Chê Bà Đăng Sáng Tăng Sáng Kha Rú Ba Sa Mang Su Hành Tỳ Kheo Giáo Pháp Tinh Thần thọ hưởng pháp lạc trong lòng hân hoan dễ sao kiếm được tỉnh an các hành tịch tịnh lạc ban nào tiền đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và con đã kể xong ạ và cảm ơn Quynh Giáo Pháp Nhân đã bắt tài ạ và con xin lễ nhất là cho đạo tài ạ. Dạ, sa thu lành thầy xích trần đạo Nam Mô Phật Tha Giá Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sáng Kha Giá kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng kính đại lễ cho đại Đức Tăng trong đạo tràng kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room và dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 381 dạ cảm ơn xích đảng đồng xích tịch thuyền xích trần đạo cho biết nghe rõ Bà Mốt Cha Bà Hủ Lô Phi Khu Bà San Nô Bút Tha Sa Sa Nê A Thi Gà Chê Bà Đăng San Tăng Sang Kha Rú Bà Sa Mang Su Khang Bà Mốt Cha Bà Hủ Lô Phi Khu Bà San Nô Bút Tha Sa Sa Nê A thi gác chế bà đăng san tăng sang kha rô pa sa mang su khang bà mô cha bà hủ lô phi khu bà san nô bút tha sa sa nê A thi gác chế bà đăng san tăng sang kha rô pa sa mang su khang Bà mô cha bà hủ lô phi khu Bà san nô bút tha sa sa nê A thi gác chê bà đăng san tăng Sang kha rú pa sa mang su khang Tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tín giáo pháp Phật Chứng cảnh giới tịch tịnh Các hành an tịnh lạc bản dịch của Ngài Minh Châu Tỳ kheo giáo pháp tín thành thọ hưởng pháp lạc trong lành hân hoan dễ sao chứng được tính an các hành tịch tịnh lạc bang nào tìm bản phổ thơ của ngài giới đức giả nam mô phật tha giá à, con xin được xuống mic cả kính mời cô tu nữ tuệ duyên tiếp theo Alo, 1234, 1234, Trang có nghe anh Thanh Tuyệt. Cảm ơn Rần Đông. Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con Thành Kính, Thanh Trị Nam Thánh Nữ. Và bây giờ xin kể bài kinh Pháp Cú số 381. Cảm ơn Quách Thanh Á. Bà Mộc
cha ba lô kịch khu ba san mô bút tha sa sa nề a thi gắt chê bà đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khăn ba mộc cha ba lô phích khu ba san nô bút tha sa sa nề a thi gắt chê bà đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khăn ba mốc cha ba hu lô phích khu ba san nô bút tha sa sa nề a thi gắt chê bà đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khăn tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tính giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an lạc tịnh. Phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Ba mốc bát ba mốc cha ba hu lô phích khu bát san nô bút tha sa sa nề a thi gắt chê bát đăng san tăng sang kha ru bát sa măng su khăn tỳ kheo giáo pháp tính thành thọ hưởng pháp lạc trong lành hân hoan dễ sao chứng được tỉnh an các hành tịch tịnh lạc ban nào tìm. Phổ thân này của hòa thượng Giới Đức. À, dạ tự nhiên đã đọc bài và kệ xong. Dạ bây giờ kính mời vị nào đưa tay lên, tự nhiên không thấy bàn tay của ai hết. Dạ chắc mời Xích Ngọc Quỳnh. Dạ mời Ngọc Quỳnh để mời các vị Phật tử. Dạ đã thấy tín hiệu của chị. Dạ sa thủ tốt quá, hôm nay đích cô tự nhiên rất là tốt. Dạ cảm ơn cô tự nhiên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu vậy là tốt rồi. Dạ cảm ơn Sơn Đông. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Bây giờ Nhật Quỳnh thấy Hư Vân có ở trước máy. Hư Vân có thể đưa bàn tay của mình lên để có thể cho đạo tràng biết được Hư Vân là nam hay nữ, tu sĩ hay cư sĩ đi. Và những vị khác Nhật Quỳnh cũng biết chút chút. Còn Hư Vân Nhật Quỳnh và nữ, nhưng mà bây giờ cầm mic đi. Dạ, cầm mic đọc cũng được, kệ cũng được. Dạ, kệ cũng được. Rồi hoặc mà có khiêm nhường hơn thì đọc tiếng Việt cũng được. Cứ gì cầm mic đi để cho hoan hỷ với đạo tràng. Còn chị Tina đâu rồi? Đưa bàn tay lên không ấy. Dạ, rồi mời Tina nha, chứ không ấy là Nhật Quỳnh kéo áo. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng. Mời chị Na. Dạ, con kính lãnh lễ Tăng Lê Tân Bảo. Con kính lãnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Thà mất cha ba hu lô bích khu pa san no bích pa sa sa ne a thi ca che pa tăng san tăng sang sang tha hu pa sa mang si khang tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tính giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh các hành an tịnh lại hòa thượng Thích Minh Châu. Pa mo cha pa hu lu pi ku pa san no putta sa sa ne ati ca che pa tang san tang sang kha ru pa sa mang su can tỳ kheo giáo pháp tính thành thọ hưởng pháp lạc trong lành hân hoan
dễ sao chứng được tịnh an, các hành tịnh tịch lạc ban nào tiền hòa thượng giới đức. Dạ thưa con kính cảm ơn quý sư, quý cô tu nữ, cảm ơn đại tràng. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giá, Nam Mô Thầy Mài Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, cô tu nữ Tự Duyên. Ấy mình kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 381. Bà mốc cha ba hu lô phi khu ba sa nô vu tha sa sa nê a thi ga chê ba đàng san tàng san kha ru ba sa măng su khăng. Bà mốc cha ba hu lô phi khu ba sa nô vu tha sa sa nê a thi ga chê ba đàng san tàng san kha ru ba sa măng su khăng. Bà mông cha ba hồ lô phi khu ba sa nô bu tha sa sa nê a thi ga chê ba đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khăng. Tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Bà mông cha ba hu lô phi khu ba sa nô bu tha sa sa nê a thi ga chê ba đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khăng. Bà mông cha ba hu lô phi khu ba sa nô bu tha sa sa nê a thi ga chê ba đăng san tăng sang kha ru ba sa măng su khăng. Tỳ kheo giáo pháp tính thành, thọ hưởng pháp lạc trong lành hân hoan, dễ sao chứng được tịnh an, các hành tịch tịnh, lạc ban nào tìm, phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, ai mình đã trả bài xong, kính dân nít lại đầu tràng ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô ai mình. Nam Mô Bích Thai Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sự rạng đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Qua xà thú Nguyên Tịnh nha, mời Nguyên Tịnh nha. Vào hình nào Nhật Quỳnh không thấy luôn. Mời Nguyên Tịnh. Dạ, yeah. Nguyên Thịnh lại chạy ra rồi, để chỉnh máy rồi. Dạ, yeah, cảm ơn Chức Trạng Nông. Dạ, yeah, con xin được ông bài Pháp Cú Kinh số 381. Dạ, yeah, cảm ơn Huynh cho bài học. Bà Mắc Cha Ba Hu Lô Bích Khu Ba Sành Nờ Bút Tha Sa Sa Nề A thi gat che ba đăng san tăng san kha ru ba sa măng su khăng. Ba mok cha ba hu lo phích khu. Ba mok cha ba lo phích khu ba san no bút tha sa sa nê. A thi gat che ba đăng san tăng san kha ru ba sa măng su khăng. Tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh các hành
các hành an tịnh lạc. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nhật Quỳnh thấy Nguyên Tịnh vào rồi. Nguyên Tịnh dạ cảm ơn. Xin Thư Vân, Nguyên Tịnh cầm mic được không? Alo, Nguyên Tịnh cầm mic thử đi nha. Nếu Nguyên Tịnh cầm mic được rồi thì cầm mic xong rồi, cả bài xong rồi, thỉnh Pháp Sư, thỉnh Đại Đức Minh Mẫn luôn dùm Nhật Quỳnh ha. Dạ, cha thủ con thành kính tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Dạ, con kính tri ân đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ, Nhật Quỳnh ơi, Nguyên Tịnh xin cháu bài thôi nha, tại vì chưa có chuẩn bị. Hồi nãy giờ lay quay với cái mic á. Dạ, con xin phép đọc câu Phật ngôn 381. Ba mốc cha ba hú lô biết khú bá sa nô bút thá sa sa nề. A thi ca chê bá đăng san tăng sang kha rù bá sa măng xuất khăn. Tỳ kheo giáo pháp tính thành thọ hưởng pháp lạc trong lành hân hoan. Dễ sao chứng được tỉnh an các hàng tịch tịnh lạc ban nào tìm. Dạ của Hoàng Thượng Giới Đức. Dạ kính mời Xích Nhật Quỳnh. Xích Quỳnh tại vì chưa chuẩn bị sẵn á. Sao đầu tràng chờ lâu. Dạ con xin xuống mít. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, xa thú, kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn Sư Trần Năm, cảm ơn Nguyên Tịnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Xa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Rạng Đông, Xích Trần Đạo, Vinh Quát Thanh Á, Xích Thiên Na, Cô Ây Minh, Nguyên Tịnh, Trần Nã Quan Hỷ lên ông bài. Và bây giờ thì cũng vừa đến giờ để học bài mới Câu Pháp Cú Kinh số 382. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn nhận dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangkha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Hàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lọc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng tối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
Ca tam giới thừa ân phổ cập A Đam, mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, A Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, A tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, dạ. Đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu Phật Quốc Kinh số 382. Chúc Bình kính cảm ơn Minh Quốc Thanh Á đã cho bài học. Kính cảm ơn cô Ái Minh và chúc Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến xưa. Sa thú lành thay kính tri ân Sích Nhật Quỳnh. Xin hỏi quý vị nghe âm thanh có rõ không? Nhỏ hay là to hay là vừa nghe? Có người nghe nói rõ, hai người nói nhỏ. Dạ. Yeah. Vậy chúng tôi sẽ chỉnh lên. Rồi, giờ chắc là ok rồi. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư Tôn Đức Tăng hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học đến câu kệ Pháp Cú số 382. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Yo ha we da ha ro phi khu. Yo ha we da ha ro phi khu. Đoạn thứ hai. Yun cha ti bút tha sa sa ne. Yun cha ti bút tha sa sa ne. Đoạn thứ ba. So mang lo căng pa pha se ti. So mang lo căng pa pha se ti. Đoạn thứ tư. Appha mutto vacchandima. Appha mutto vacchandima. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của bốn đoạn này, của câu kệ này. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ, bốn từ. Từ đầu tiên vô, đây là một quan hệ đại từ. Có nghĩa là người nào hay là ai. Từ thứ hai, ha quê là một bất biến từ và cũng là một cái xác định từ. Có nghĩa là thật vậy, đúng vậy. Từ thứ ba, Dahara. Đây là một tính từ, Dahara. Chia theo chủ cách. Dahara là trẻ hay là non. Từ tư phiết khú. Đây là một danh từ để nguyên, tức là chia theo chủ cách. Từ này mình dịch âm đó là tỳ kheo hay tỳ khu.
dịch nghĩa đó là khắc sĩ. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên dung cha tí, đây là một cái động từ. Thì hiện tại ngôi thứ ba số ít, dung cha tí. Dung cha tí có nghĩa là cố gắng, siêng năng. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch là siêng tu. Từ thứ hai, Buddha-sa-sa-ne. Buddha-sa-sa-na chia theo cách thứ bảy. Thành ra nó có cái hình thức là E. Cách thứ bảy số ít nó giống như là cách thứ hai số nhiều vậy đấy, xin lỗi. Ở đây là cách thứ bảy số ít. Buddha-sa-sa-na là giáo pháp Phật hay là lời dạy của Phật. Cách thứ bảy đó thì mình dịch là trong giáo pháp của Phật hay là trong lời dạy của Phật. Cách thứ bảy là mình thêm trạng từ vô, trên, trong, ở, tại. Đoạn thứ ba, đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên xô măng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra xô ít măng. Xô là nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba số ít, là người ấy hay người đó. Ít măng là tính từ, có nghĩa là này ha. Tính từ chỉ định, có nghĩa là này. Lô căng, mình dịch ra là thế gian hay là đời. Ý măng lô căng là thế gian này hay là đời này. Từ thứ ba, pa pha xê tí, đây là động từ. Hiện tại ngôi thứ ba số ít. Và chia theo cái chủ từ là xô. Pa pha xê tí có nghĩa là soi sáng, chiếu sáng. Soi sáng, chiếu sáng, đem ánh sáng đến. Đoạn thứ tư, đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên áp pha, áp pha là áp phá mà chia theo cách thứ năm. Thành ra nó có hình thức là a, a asmin. Tức là hình thức thứ năm đó, ở trong Pali gọi là xuất xứ cách đó, tức là chỉ cho cái nơi xuất phát. Áp phá có nghĩa là mây, đám mây. Thì chia theo cách thứ năm đó, thành ra mình thêm cái giới từ là từ đám mây hay là từ mây. Từ thứ hai, mút tô quá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra mút tô cộng với lại ý quá. Mút tô là mút tá, chia theo chủ cách, thành ra nó có cái hình thức là mút tô. Thì mút tô ở đây đó là một quá khứ phân từ của động từ mút chá tí. Thành mút tô mút này mình dịch ra là thoát ra, ra khỏi. Được thoát ra, được ra khỏi. Chữ ý quá đó là một cái từ so sánh, giống như, ví như. Từ cuối cùng Chandima, Chandima có nghĩa là mặt trăng.
Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. À thì cái câu kệ này đó, cái đoạn văn này theo thành ngữ là vô chấm 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 xô, tức là người nào gì vậy đó, người ấy gì vậy đó. Thành ra chúng ta mới thấy có cái chữ vô và chữ xô nè. Ha quê thật vậy, vô người nào. Đa ha rô phích cú là tỳ kheo trẻ tuổi. Dung cha tí. Dịch theo ngài Hòa Thượng Minh Châu là siêng tu. Dung cha tí siêng tu. Bút tha sa sa nê trong giáo pháp Phật. Đó là một cái clause, một cái mệnh đề. Rồi mệnh đề sau là xô người ấy. Pa pha xê tí, chói sáng ý măng lô căng thế gian này. Ý quá giống như chanh đi ma mặt trăng. Mút tô được ra khỏi ác pha từ đám mây. Rồi chúng tôi dịch theo từ vựng và cái cấu trúc văn phạm của Bali là như vậy. Kính tri ân xin ái mình hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 382. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo, ba ngôi báu để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học và duyên sự và ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này. Thamma savanakalo ayam phadanta, thamma savanakalo ayam phadanta, thamma savanakalo ayam phadanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não, những ai thực hành theo ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài thừa hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự, là mô phạm của chúng sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán ơn Đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì toàn thể quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 382. Câu kệ này nằm trong phẩm Phích Khú Quát Gá, phẩm Tỳ Kheo. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Puparama là Đông Phương Tự. Đây là một cái ngôi chùa của bà Đại Tín Nữ Visakha xây dựng. Đề cập đến Sa-di Sumana. Sa-di Sumana có tên đầy đủ đó là Chula Sumana, là Tiểu Sumana. Sa-di Sumana này là
người con thứ hai trong một gia đình của ông trưởng giả. Ông trưởng giả này có hai người con, đều đặt tên là Sumana hết. Và như vậy thì sẽ dễ dàng dẫn đến việc người khác có sự nhầm lẫn. Cho nên người con lớn thì thêm vô cái chữ Maha là đại. Người con nhỏ đó thì thêm vô chữ Chula là tiểu. Đại Sumana, hay là Sumana lớn và Sumana nhỏ. Thì cái cậu Sumana nhỏ này nè, có một cái túc duyên, tức mình có thể nói đó là có duyên hay là có nợ nần đối với ngài đại trưởng lão Anuruddha. Là thuở thời kiếp xa xưa đó, có một kiếp nọ, Sayi Sumana này là một ông trưởng giả, còn ngài Anuruddha đó là một chàng thanh niên nghèo. Và rồi cúng dường đến cho Đức Phật Độc Giác, được mọi người rồi chư thiên sa thú. Và cái việc sa thú này đã đến tay cái ông trưởng giả, lúc đó là ông cúng tên là Sumana. Thì ông Sumana này hiểu ra rằng vì do cái việc anh chàng thanh niên này cúng dường đến Phật Độc Giác vậy đó mà người ta mới sa thú. Thì là trưởng giả mà, cho nên ông rất là giàu có, thì ông mới đem rất là nhiều của cải ra để đổi với anh chàng thanh niên đó đó. Nói anh chàng thanh niên đó là thôi để cái việc làm phước đó cho tôi, tôi nhường lại cho anh số tiền dạy 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 dạy. Nhưng mà như thế nào đó thì anh chàng thanh niên đó anh cũng không có thay đổi. Anh đã dứt khoát vậy. Một khi mà mình đã làm phước, đó là cái tâm kiên định vậy, dù cho ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vẫn như kiện bả chân. Tức là hiểu ra được cái giá trị đích thực của cái việc bố thí đó, của cái việc cúng dường đó. Do đó đó, dù cho ai có phỉnh dụ này, dù cho có ai có đổi chác như thế nào đi nữa đó, thì là chàng thanh niên đó cũng không. Không đem tiền bạc để mua cái việc làm phước đó không có được. Thì cuối cùng đó ông trưởng giả này nói vậy thôi, anh chia phước đó cho tôi đi. Thì cái anh chàng thanh niên đó là sợ mình chia rồi nó hết phước đi, cho nên nó mới đến hỏi Phật Độc Giác. Thì Phật Độc Giác mới đưa ra một cái ví dụ, nói này cậu thanh niên hãy hiểu điều này qua ví dụ như thế này. Nếu cậu có một cái đuốc, cậu cho rất là nhiều người mồi cái đuốc đó, thì cái cây đuốc của cậu đó nó có bị mất đi không? Thì cậu thanh niên này trả lời là không. Chẳng những không mất đi mà lại còn ánh sáng đó nó lại còn túa ra khắp các nơi nữa. Thì qua cái câu chuyện đó, qua cái ví dụ đó, cậu thanh niên này đã hiểu ra được vấn đề và về chia phước này cho ông trưởng giả. Thì ông trưởng giả đó tùy hỷ bằng cách sa thú. Sau khi sa thú xong rồi đó thì là vì anh chia phước cho tôi, cho nên bây giờ tôi cũng chia của cải cho anh. Lúc đó đó là vua nè, các quan đại thần cũng biết vậy, đến cũng xin tùy hỷ phước vậy, rồi cũng chia riêng, kêu vua phong cho cái anh chàng thanh niên này làm trưởng giả luôn. Như vậy có nghĩa đó là cái anh chàng thanh niên này trở thành trưởng giả đó, thì là nhờ công ơn rất là lớn đối với cái ông trưởng giả Sumana đó. Và rồi xin thưa quý vị, sau khi cả hai sống hết tuổi thọ của mình thì đi theo nghiệp, và cả hai đều đi hai đường thôi, là người và trời, chứ không có bị đọa. Đến thời kỳ Phật Gotama, cả hai đều tái sanh xuống. Người thanh niên nghèo khổ ngày xưa đó thì bây giờ đó là trở thành trưởng lão Anuruddha. Thì quý vị biết ngài Anuruddha rồi, ngài Anuruddha đó là em của ông hoàng Mahanama trong dòng Thích Ca đó, và là em chú bác với thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Gotama.
Thì ngay khi ngài đi tu xong cái đó, thời gian ngắn à, ngài đi tu cũng còn trẻ, thời gian ngắn à, là ngài thành tựu được quả vị A La Hán lục thông. Và khi mà thành tựu được quả vị A La Hán lục thông đó, thì ngài mới dùng cái thiên đệ nhất thiên nhãn của mình đó, quan sát xem coi cái người ơn của mình đó, xin thưa quý vị, là ông trưởng giả Sumana đó đó, bây giờ đang ở đâu. Và biết được ông trưởng giả Sumana đó bây giờ là cậu bé à, mới có 7 tuổi, tên là Chula Sumana. À, cho nên đó là ngài mới ôm mình bác đi đến đó để tế độ. À, thì xin thưa quý vị đó, cha của cái cậu bé Chula Sumana này nè, cũng là một trưởng giả người giàu có. À, và cũng có tâm rất là hào sảng, thành ra khi thấy một bậc chân tu tướng hảo quang minh lục căn thanh tịnh, cách sống nói năng đi đứng thánh thiện thoát tục vậy đó, cho nên quan hỷ hộ độ. À, thì ngài ở lại ở cái xứ đó đó 3 tháng, nhập hạ 3 tháng luôn. Thì sau khi nhập hạ 3 tháng xong thì ông trưởng giả đó ông cúng rất là nhiều đồ. À, thì ngài Anuruddha đó là ngài không nhận, ngài từ chối hết, ngài nói không có phải lẽ đâu này ông thiện nam hay là ông trưởng giả. Cái ông trưởng giả ông nói chẳng lẽ rồi những cái này không phù hợp với ngài, ngài chê những này sao, nếu ngài chê con đi tìm những cái khác quý báu hơn rồi con cúng ngài. Cái ngài nói không phải vậy, ta không có say di để mà phục dịch, để mà đỡ đần trong cái việc đó là cất giữ những cái thứ này. Cái ông trưởng giả nói tưởng chuyện gì có khó chứ, cái chuyện đó mà con có 2 đứa con nè, con cho đứa con lớn làm sai di cho ngài. À, thì ngài Anuruddha ngài cũng từ chối xin thưa quý vị. À, cái ông mới nói vậy con nhỏ đi theo ngài cho làm sai di, cái ngài đồng ý. Dạ đây là có cái duyên xin thưa quý vị, có cái dây mơ rễ má từ đời xưa kiếp trước đó, thành ra bây giờ đó là mới tế độ đúng người. À, chứ không có phải đó là xin thưa quý vị, ở trong cuộc đời này đó ai mình cũng có thể tế độ được. À, thì ông trưởng giả đồng ý cho người con của mình Chula Sumana Sutta, ngài Anuruddha cạo đầu cho cái cậu bé này. À, thì xin thưa quý vị đó, cạo đầu xong một cái đó là cậu bé này chứng đắc A La Hán lục thông luôn. À, mới có 7 tuổi thôi đó. À, khi mà cạo đầu á thì ông thầy hòa thượng đó ông dạy cho cái đề mục niệm về thể trược đó, Kê Sa Lô Ma Na Kha Đan Ta Ta Chu, tức là tóc, lông, móng, răng, da, đọc xuôi đọc ngược, để quán tưởng về những cái 32 bức tịnh tướng ở cái thân ngũ quẩn này này, xin thưa quý vị. Cậu bé đó đọc vậy đó, rồi suy quán, thấy rõ được cái tướng vô thường, khổ não, vô ngã của 5 quẩn này nè, chứng đắc A La Hán lục thông luôn. Sau đó đó ngài Anuruddha những cái tân cái cậu bây giờ gọi là tân sa di là gì, tân sa di này về chùa để ý kiến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Trên đường đi về đó thì tôn giả Anuruddha lại đau bụng. Cái sa di mới hỏi ra đó là mỗi lần mà thầy đau bụng vậy đó thì là thầy dùng cái loại thuốc gì nó hết. Ngài Anuruddha ngài nói mỗi lần mà ta đau bụng vậy đó uống nước ở cái hồ Anuttata đó là nó hết liền à. Nhưng mà cái hồ Anuttata đó đó thì lại có một cái con long vương thần lực nó khiếp lắm, nó canh giữ đó, ai tới nó cũng có cho hết. Thì xin thưa quý vị đó là cái vị tân sa di này nè, mặc dù mới có 7 tuổi thôi nhưng mà lục thông lắm. Thần thông đó là có thể nói đó là kinh thiên động địa. Cho nên nói thì vị này mới nói với thầy của mình, thầy để con đi lấy cho. Thì cái vị sa di này đã đến thi triển thần thông đối với con long vương đó.
và đã khuất phục được cái con Long Vương đó, đem nước về cho thầy mình uống và tế độ luôn được cả cái con Long Vương đó. Con Long Vương đó trở thành người hầu của cái vị Sa Di 7 tuổi này. Và sau đó đó, hai thầy trò về chùa để đảnh lễ Đức Thế Tôn, thăm viếng Đức Thế Tôn. Và khi mà hai thầy trò của ngài Anuruddha về chùa gặp Đức Phật đó, thì xin thưa quý vị đó, chư tăng ở chung với Đức Phật rất là đông. Thì trong số đó đó có thánh nè, có phạm, có sa di, có tỳ kheo. Thánh đó thì xin thưa quý vị đó là họ họ biết với nhau. Và đã là bậc thánh đó thì họ luôn luôn lúc nào cũng có chánh niệm. Họ luôn luôn lúc nào cũng có cái sự thu thúc lục căn, thu thúc tam hành. Còn phàm đó thì là hên xui, có khi thu thúc, có khi cũng quên không thu thúc. Và các cái vị phàm tăng thấy vị tăng sa di 7 tuổi này nè còn bé quá, mặt còn sữa này dễ thương quá, cho nên đó là có người tới dò đầu, có người tới nhéo má, có người tới đó là ngắt mũi, có người tới đó là vỗ mông, có người tới đó là cầm xoa đầu, vân vân. Thì lúc đó đó Đức Thế Tôn ngài thấy nếu mà để cái sự việc này tiếp tục diễn ra vậy đó, thì sẽ có rất là nhiều cái tai họa đến cho các cái vị phàm tăng. Xin thưa quý vị đó, vị A La Hán được ví như đó là con rắn độc vậy. Mình mà bất kính đối với vị A La Hán đó thì có tội lỗi nặng nề vô cùng. Ngược lại khi mà mình cúng dường đến vị A La Hán đó thì cái phước nó cũng kết xù. Thành ra đó, để làm lợi ích đến cho các cái vị phàm tăng đó đó, thì Đức Thế Tôn ngài mới nói với tôn giả Ananda, ngài nói: Ananda ơi, Như Lai cần nước ở cái hồ Anuttata đó để rửa chân. Thì xin thưa quý vị, đây là một cái cớ thôi, cái cớ thôi để vị Sa Di Sumana này nè được mang cái dòng qua Nguyệt Quế. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới nói như vậy cho tôn giả Ananda, tôn giả Ananda đó mới đi thông báo đến cho tất cả các Sa Di. Và các Sa Di đó thì là phải làm cái công việc hầu hạ Tỳ Hòa Thượng, hầu hạ các cái vị trưởng lão, xin thưa quý vị. Cho nên lúc bấy giờ có đến 500 vị Sa Di. Thì khi tôn giả Ananda nói ra vậy đó, thì là các cái vị phàm đó, Sa Di phàm đó, biết được cái khả năng của mình, thành ra đâu có dám. Tất cả đều biết ở cái hồ Anuttata đó có một cái con rồng thần lực khiếp người, và biết cái khả năng của mình không có thể đến đó được, rồi giả sử như đến đó thì cũng không có thể lấy nước về được, cho nên từ chối hết. Và ở trong 500 vị đó đó, xin thưa quý vị, có bậc thánh nữa, chứ không phải là không có bậc thánh. Và đã là bậc thánh đó thì họ biết cái quang này nè không có trùm lên đầu của mình đâu, mà hào quang này nè Đức Thế Tôn ngài có ý đó máng lên cho Sa Di Sumana, cho nên họ từ chối hết. Cuối cùng đến Sa Di Sumana, thì Sa Di Sumana mới nói là nếu Đức Thế Tôn cần nước, và Đức Thế Tôn sai con đi lấy, con xin được tuân lệnh. Sa Di Sumana đã dùng cái thần lực, thần thông của mình đó, bay đến hồ Anuttata. Và xin thưa quý vị, cái con rồng mà giữ cái hồ Anuttata này nè, nó đã khuất phục ngài rồi, nó nguyện trở thành nô lệ cho ngài. Khi nào ngài cần, ngài sai thì là con rồng đó sẽ đem nước đến cho ngài. Cho nên đó là ngài ôm bình bát đến đó, thì con rồng nó lấy cái bình bát đó, nó đi múc nước đầy cho ngài, nó định đó là mang về luôn cho ngài. Nhưng mà ngài không có cho phép.
Ngài nói đó là Đức Thế Tôn cần dùng nước, sai ta đi lấy nước, cho nên ta phải mang nước gì. Sa di đó đó là ôm mình bác bay về tới chùa Kim Viên. Xin lỗi quý vị, không phải là chùa Kỳ Viên ha, mà hồi nãy đó ở trên duyên sự là Búp Ba Ra Má, yeah, tại chùa Đông 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 Phương Tự, yeah, tại chùa Đông Phương Tự. À, thì sau khi mà đặt cái bình bình bát nước xuống đó, Sa Di đánh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên. Lúc đó đó Đức Thế Tôn ngài mới hỏi, nói này Sa Di Sumana, năm nay đó con được nhiêu tuổi rồi? Bạch Đức Thế Tôn, con vừa được 7 tuổi. Cái ngài giải tiếp, ngài nói này Sumana, nếu thế từ nay trở đi ngươi hay là con là một tỳ kheo. À, thì xin thưa quý vị đó, Đức Thế Tôn ngài ban địa vị tỳ kheo này cho cái vị Sa Di 7 tuổi này. À, Sa Di 7 tuổi thôi đó mà được gọi là tỳ kheo. Và ở trong chú giải của cái câu kệ này nó nói rằng có hai vị Sa Di được Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị tỳ kheo, đó là Sa Di Sumana này và Sa Di Supaka, là Sa Di Đoạn Sóc. À, Đức Thế Tôn ngài ban cái cụ túc giới đặc biệt đến Sa Di Sumana xong rồi đó, thì lúc bấy giờ ở tại giảng đường đó, có rất là nhiều các cái vị tỳ kheo Sa Di, và dĩ nhiên chúng ta biết đây là phàm tăng, bàn tán xôn xao với nhau, nói rằng này chư hiền giả, cái việc làm này thật là kỳ diệu. Từ trước đến giờ đó, chúng ta chưa từng thấy có một cái vị Sa Di trẻ nào mà lại có cái thần lực khiếp như vậy. À, lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới ngự đến giảng đường và hỏi rằng, này các tỳ kheo, các ngươi đang thảo luận về vấn đề gì đó? Chư tỳ kheo mới bạch cái sự việc thảo luận đó, đó lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, trong giáo pháp của Như Lai, dầu là người trẻ tuổi nhưng thực hành chân chánh chăm chỉ, thường đạt được cái tài sản, đạt cái kết quả, đạt được cái lợi ích như vậy đó. Nói như vậy xong, ngài thuyết lên câu kệ Yo ha we da ha ro phi ku Yun cha ti bút sa sa ne So mang lo căng pa pha se ti Apha mút tô quá chan đi ma. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ, xuyên tu giáo pháp Phật, soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. À, đó là cái duyên sự của cái câu kệ này. À, vậy thì qua câu kệ này nè, Đức Thế Tôn ngài dạy cho chư tỳ kheo lúc đó, đó nói riêng, và tất cả những ai đó nghe được cái câu kệ này nè, những gì. À, xin thưa quý vị, sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết dứt cái câu kệ này thì có rất là nhiều người chứng đạt quả thánh dự lưu. À, xin thưa quý vị, cái câu kệ này đó Đức Thế Tôn ngài ngài dạy đó, và chúng tôi hiểu, tức là cái này là cái sự hiểu riêng của chúng tôi đó. À, dựa trên duyên sự nè để hiểu đó. À, thì cái câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dạy theo ba khía cạnh. Thứ nhất đó là những ai mà nghe được cái câu kệ này nè ha, thì là đừng có nên coi thường người trẻ.
đừng có nên coi thường người trẻ. Thì nhân đây xin được hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ khi mà mình vào chùa đó, mình vào chùa đấy sư thú gì, thì chùa đó là những người tu nè, những người tu đó đó có trẻ nè, có già. Vậy thì khi mà mình vào trong chùa đó, phải chăng đó là mình thấy những người mà già già nè, hòa thượng nè, trụ trì nè, thì mình mới có cái sự là cung kính nè, kính lễ nè. Còn mà mấy vị mà trẻ trẻ đó, sa di trẻ nè, hoặc là tỳ kheo trẻ nè, thì là mình bỏ qua, hoặc là mình coi thường. Có phải là mình dựa trên cái cơ sở về tuổi tác, tóc bạc hay là tóc đen vậy, để mình có cái sự đối xử với nhau không? Có sự cung kính kính trọng không? Xin thưa, nếu vậy đó là mình đã làm khác đi cái khía cạnh dạy này của Đức Thế Tôn ở trong câu kệ này. Đức Thế Tôn này dạy cho chúng ta đó là đừng nên coi thường trẻ, coi thường tuổi trẻ. Và ở trong trong kinh Tương Ưng Cô Sa La đó, Đức Thế Tôn ngày dạy đó là không nên khinh thường hay là coi thường một vị sắc đế lị nhỏ nè. Yeah, một vị sắc đế lị nhỏ nè. Chúng ta nhớ là Thái tử Quý Đu La Phá khi là còn một thái tử trẻ trẻ đó, về thăm quê ngoại rồi bị bên dòng họ ngoại đó, tức là dòng họ Sắc Giá đó, coi thường. Sau đó đó, thái tử Quý Đu La Phá này trở thành vua nữa, kéo quân về tàn sát dòng Thích Ca này, cho nên đừng có nên coi thường ông Sắc Đế Lì nhỏ. Đừng có nên coi thường con rắn nhỏ, rắn nhỏ mà nó có vỏ, xin thưa quý vị, nó độc. Coi thường nó cắn cái đó là thẳng cẳng xuôi tay. Đừng nên coi thường một cái đốm lửa nhỏ nữa. Cái đốm lửa nhỏ đó có thể cháy cả một cái khu rừng to. Rồi đừng nên coi thường một vị tỳ kheo trẻ. Trong trường hợp này là vị tỳ kheo Sumana mới 7 tuổi nữa. Mới 7 tuổi đó xin thưa quý vị, nhưng mà cái gì? Giống như một con rắn độc vậy đó. Cúng dường vô đó, kính lễ nè, lễ bái nè, quỳ lại nè, vân vân đó, thì phước báo kết xù. Nhưng mà ngược lại gì? Hỗn hào nè, coi thường nè, cái tới xoa đầu nè, nhéo má nè, vỗ mông nè, thì tội lỗi đó kinh khủng. Dạ, tội lỗi kinh khủng. Vậy thì khi mà mình đối xử với nhau đó là mình dựa cái gì à? Xin thưa quý vị, nếu là người tu ha, thì mình phải dựa trên cái người đó đó, tâm có tu tập hay là tâm không có tu tập. Chứ còn có cái hình thức thôi thì xin thưa quý vị chưa nói lên được điều gì. Bởi đây nè, chúng ta thấy không, 7 tuổi thôi đã được gọi là tỳ kheo rồi. Dạ, có 7 tuổi thôi nè. Thành ra cái hình thức này đó không thể nói gì được cả. Có khi 70 tuổi đó thì mới thành tỳ kheo. Rồi có khi 7 tuổi đó thành tỳ kheo. Thì thành ra hình thức này đó là chưa nói được cái điều gì cả. Mà phải căn cứ vô cái nội dung ý nghĩa bên trong. Nội dung ý nghĩa bên trong đó là tâm có tu tập hay không. Mà tâm có tu tập hay không, tức là chúng ta phải dựa trên cái cơ sở là gì? Giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến quẩn của vị đó đến đâu. Ai mà năm quẩn này nè nhiều thì đó là đối tượng xứng đáng được cung kính, kính trọng, lễ bái cũng được. Ai mà ít hơn tí đó thì là cái mức độ xứng đáng ít giảm xuống. Căn cứ dựa trên cái này nè, xin thưa quý vị, không phải là căn cứ dựa trên cái tóc bạc, căn cứ dựa trên đó là cái niên cao lập trường. Thành ra khía cạnh đầu tiên trong cái câu kệ này, Đức Thế Tôn ngày dạy cho mình đó là đừng có nên coi thường
cái người trẻ tuổi. Qua cái câu chuyện mà khi nãy chúng tôi trình bày cho quý vị đó, là khi hai thầy trò của ngài Anuruddha về đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì một số các cái vị sa di rồi là tân tỳ kheo phàm tăng nó thấy vị này còn nhỏ vậy đó, mặt búng ra sữa, cho nên mới đến đó là dò đầu nhéo má này, vỗ mông vân vân, có cái hành động xem thường, hành động xem thường. Khía cạnh thứ hai, khía cạnh thứ hai đó là trẻ đó dễ tu, trẻ đó dễ thẩm thấu, dễ thành tựu, cứu cánh đời sống tu hành. Tại sao đó là chúng ta lại nói như vậy ạ? Khi mà mình còn trẻ này nha, thì sức khỏe mình dồi dào, nhiệt huyết đang tăng mạnh rồi nữa đó. Cái quan trọng đó là trẻ đó, thì cái đầu óc của mình này, xin thưa quý vị, chưa nhuốm nhiều mùi đời, chưa nhuốm nhiều mùi đời. Từ cái chỗ đó đó mà nhiễm, tham nhiễm đối với đời đó ít lại. Và vì rằng tham nhiễm đối với đời ít lại vậy đó, thì dễ dàng từ bỏ, dễ dàng xa lánh, dễ dàng khước từ. Chứ còn mà một khi đó mình hơi lớn lớn tuổi nè, nhuốm mùi đời rồi đó, cái bắt đầu dẫn đến đó là mình có nhiều cái mê nè, có nhiều cái ghiền. Thì quý vị, vì có quá nhiều cái mê, có quá nhiều cái ghiền đó đó, thì thành thử ra đó, thì theo quý vị là dễ từ bỏ hay là khó từ bỏ? Mình mê, mình ghiền quá nhiều thú vui dục lạc ngũ trần đó, thì xin thưa quý vị rất là khó bỏ. Rất là khó bỏ. Một thứ thôi bỏ đã khó rồi, muốn nữa đó là nhiều thứ. Thành ra đó là trẻ đó dễ tu hơn. Cái cảnh thứ ba đó, cho dù còn trẻ vậy đó mà có thành tựu, thì xin thưa quý vị đó, đem lại lợi ích cho đời nhiều hay là ít? Nhiều chứ. Mới có 7 tuổi thôi, người ta đã thành tựu được A-la-hán lục tâm. Rồi tuổi đời trung bình của chúng sinh thời đó đó là 100. Dạ, thời kỳ Đức Phật còn tại tiền đó thì là tuổi đời trung bình của chúng sinh đó là 100, xin thưa quý vị. Vậy thì vị này còn lại tới 93 năm. Ở đây chúng tôi đang nói trên phương diện bình quân nha, xin thưa quý vị, chứ chúng tôi không có nói cụ thể. Nếu mà nói cụ thể thì chúng ta căn cứ vào cái nghiệp của chúng sinh, nghiệp riêng của chúng sinh. Có những chúng sinh đó là sống 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Có những chúng sinh đó là 53 năm. Có những chúng sinh đó là vừa lọt lòng mẹ. Hoặc có những chúng sinh là chết luôn ở trong lòng mẹ. Thì cái đó là nó thuộc dạng riêng biệt. Ở đây chúng ta tính trên phương diện bình quân đó, thì thời kỳ của Đức Phật đó, tuổi thọ bình quân của chúng sinh đó là 100 năm. Nếu mà tuổi trẻ này, vì này mới có 7 tuổi thôi, đã thành tựu được cứu cánh đời sống phàm hạnh, trở thành một bậc A-la-hán lục thông, thì vị này có đến 93 năm để đem lại cái lợi lạc cho đời. Dạ, như vậy đó là trẻ mà có thành tựu vậy thì đem đến lợi lạc cho đời nhiều hết. Đến chừng 50 năm, 70 năm mình mới thành tựu, thì xin thưa quý vị, cái khoảng thời gian cống hiến cho đời còn lại của mình đó, nó ít lại. Và nó ít lại. Thì đây là ba cái khía cạnh mà chúng tôi hiểu được qua cái câu kệ này đó. Bây giờ chúng tôi mới đi giảng chi ý nghĩa nè, ở trong cái câu kệ này, cụ thể qua
chữ qua câu của cái câu kệ này. Đoạn 1, đoạn 2, Đức Thế Tôn ngày dạy Yo ha we da ha ro phích khu yun cha tí bút ta sa sa nê. Ai ha, người nào là tỳ kheo trẻ tuổi mà siêng năng tu tập ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thì ở đây đó chúng ta hiểu người nào là tỳ kheo trẻ tuổi nè. Nói như vậy có nghĩa là trong một loạt các tỳ kheo trẻ tuổi đó, không phải tất cả các tỳ kheo trẻ tuổi đều tu pháp của Phật cả, mà chỉ có mình giới hạn ra người nào thôi. Tức là người nào có tu đó thì là chúng ta mới lấy những cái người đó. Vậy thì để tu pháp của Phật đó, thì trước hết mình cũng phải học học giáo pháp của Ngài, rồi từ đó đó mới tu. Vậy thì tu là sao ạ? Tu có nghĩa đó là tu theo lời dạy của Ngài, có nghĩa đó là mình suy nghĩ nè dựa trên lời dạy của Ngài, nói nè dựa trên lời dạy của Ngài, làm nè dựa trên lời dạy của Ngài. Tức là tam hành của mình á, hay là tam hành của người nào đó đó, của cái vị tỳ kheo trẻ nào đó nói riêng và tất cả chúng ta nói chung, dựa trên lời dạy của Đức Phật. Dạ, dựa trên lời dạy của Đức Phật. Mà Đức Phật ngày dạy cái gì xin thưa quý vị? Cho đến bây giờ ha, chúng ta biết được ở trong tạng kinh điển đó, thì Đức Phật ngày dạy đến 84.000 pháp quẩn lẫn. 84 pháp quẩn đó được ghi chép lại thành ba tạng, là tạng kinh, tạng luật và tạng thắng pháp. Đó là lời dạy của Ngài. Chúng ta nói, làm, suy nghĩ dựa vào ba tạng kinh điển đó. Dạ, ba tạng kinh điển đó và siêng năng ở trong những cái lời dạy đó có nghĩa là cái gì? Là tinh tấn siêng năng suy nghĩ đúng hoặc gần đúng. Dĩ nhiên đúng đó thì là thành thánh rồi, cho nên đó là gần đúng, dẫn đến đó đúng. Siêng năng suy nghĩ gần đúng dẫn đến đúng, siêng năng tinh tấn nói, siêng năng tinh tấn làm gần đúng hoặc đúng lời dạy của Ngài. Đó là lời dạy của Ngài. Vậy thì Ngài dạy cái gì? Cái gì rất là nhiều. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta trích ra một pháp thôi. Đó là Ngài dạy về tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là sự siêng năng tinh tấn, tháo vát nỗ lực. Thì tứ chánh cần Ngài dạy có bốn, là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Vậy thì thận cần là sao ạ? Thận cần tức là thận trọng đối với các bậc thiện pháp. Trừ cần đó là từ bỏ các ác bậc thiện pháp. Tu cần đó là làm cho những thiện pháp chưa có được phát sanh lên. Bảo là duy trì, gìn giữ những thiện pháp đã có đó được lớn mạnh rồi. Và cụ thể này, thận trừ đó là đối với ác bất thiện pháp, phiền não. Tu bảo đó là đối với thiện pháp. Vậy thì bốn cái cần này là mình ứng dụng vào tam hành. Điều đó có nghĩa là cái gì? Khi suy nghĩ, khi nói, khi làm, mình phải thận trọng sao đó để cho cái dòng suy nghĩ của mình, lời nói của mình nói ra, việc làm của mình làm đó đó mà không trở thành nô lệ của tham lam, sân hận, si mê. Hoặc là gì? Qua dòng suy nghĩ của mình, qua lời nói của mình, qua việc làm của mình,
tham lam sân hận si mê đó, nó xen, nó len lỏi, nó sanh ra. Đó, mình cố gắng siêng năng tinh tấn để gìn giữ, để bảo vệ nè ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp của mình, để cho các ác pháp không có sanh ra. Cụ thể là để cho tham sân hận si mê không có sanh ra. Đó, siêng năng tinh tấn vậy đó. À, rồi đối với thiện pháp cũng vậy, cũng là siêng năng tinh tấn trong sự suy nghĩ của mình, trong lời nói của mình, trong việc làm của mình, làm cho cái gì các đức lành, đức tốt nè, nó chưa có được có rồi được phát triển, được lớn mạnh lên. Ví dụ như từ trước tới giờ đó mình sống keo kiết bủn xỉn, không có biết bố thí giúp đỡ ai cả. Thì bây giờ nè, mình biết được giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật ngài dạy cho mình đó, muốn giàu có đó thì phải biết bố thí. Muốn giải thoát cũng phải biết bố thí. Bố thí đó, đó là cái nhân sanh ra của cái tài sản vật chất. Nhưng mà cái cách bố thí đó cũng khiến cho sự bủn xỉn, lòng tham lam của mình giảm dần đi. Giờ nó giảm dần đi. Thì từ cái lời dạy này của Đức Phật này, cho nên đó là gì? Mình chức năng cố gắng tinh tấn để bố thí nhiều hơn. Thì khi mà mình đã bố thí rồi nè, thì xin thưa quý vị đó, là mình đã ngăn trừ, mình đã chặn đứng được cái lòng bủn xỉn, tham dữ của mình. Và đồng thời khi mà mình bố thí đó đó, là mình từ trước tới giờ mà chưa bố thí, bây giờ mình được bố thí nè, thì tức có nghĩa là gì? Làm cho cái pháp bố thí này nó sanh lên nè. Và rồi thấy ra rằng bố thí vậy đó, khiến cho mình đã sống nó vui hơn. Từ trước tới giờ mình sống keo kiệt bủn xỉn nè, cứ ki bo nè, có gì ăn mình hoặc là gia đình mình thôi. Từ chỗ đó là gì? Đâu có ai thương mình, đâu có ai chơi mình. Mình sống keo kiệt quá vậy ai chơi mình. Giờ mình sống nới rộng bàn tay nè, biết giúp đỡ người này người kia, phương này việc kia, mình cũng bỏ ra, chùa chiền mình cũng đi. Từ chỗ đó đó là người ta thương, ta mến mình hơn. Giá đây là cái giá, đây là cái lợi ích thiết thực trước mắt mình thấy được. Và rồi qua cái việc bố thí sống nới rộng tay hào sảng vậy đó, sao thấy gia đình của mình đó càng ngày nó càng ra khấm khá lên, con cái học hành đỗ đạt, công ăn việc làm, chồng con cái gì cũng suôn sẻ, lợi ích nữa. Và lợi ích nữa, từ cái chỗ mình thấy nó có lợi ích vậy, bắt đầu mình tiếp tục bố thí vậy, tiếp tục giúp đỡ người này người kia, tiếp tục đi chùa làm phước. Mà xin thưa quý vị, để tiếp tục được cái này là cái gì? Siêng năng tinh tấn đó. Đó, mình ứng dụng một pháp vậy thôi vào trong cái đời sống của mình nhé. Đó, thì xin thưa quý vị đó, ở đây chúng tôi đơn cử một pháp thôi, xin thưa quý vị đó. Đó là bố thí mà đến mức mình không còn tham lam nữa. Dạ, mình không còn tham lam nữa, không còn muốn xỉn nữa. Cứ hễ gặp điều kiện mình có là mình cho, gặp điều kiện mình có là mình cúng dường, gặp điều kiện mình có là mình bố thí. Sống lúc bấy giờ đó là tùy duyên thuận pháp. Có cũng được, không có cũng sống. Và đạt đến cái chỗ đó đó thì xin hỏi quý vị này nha. Tự bản thân của mình đó, xin thưa quý vị, là có thấy sáng sáng lên chưa? Sáng rồi đó. Với những ai đó mà tinh tấn siêng năng thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật vậy đó, thì người đó nè, so mang lo căng pa pha se ti áp pha mút tô quát tham ma tham ma, là người đó đó chói sáng cuộc đời này, hay là người đó đó làm cho cái bản thân của mình nè, lô căn, ý măng lô căn ở đây mình hiểu hai nghĩa. Một là bản thân của mình đây được gọi là ý măng lô căn, và thứ hai đó cuộc đời này
thì được gọi là lô mạng ý cần. Vậy thì đối với bản thân của mình, khi mà mình tin tới năng năng sống theo lời dạy của Đức Phật như vậy đó, thì bản thân của mình chói sáng lên là chói sáng như thế nào? Trước đây khi mà mình chưa có học, chưa có biết, chưa có thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì lúc đó nó bị vô minh nó bao trùm. Thành ra là cái gì? Mình suy nghĩ, mình nói, mình làm đó do duyên vô minh. Do duyên vô minh. Do vô minh cho nên đó là mình mới nói, mình mới làm, mình mới suy nghĩ. Cái gì? Do vô minh đó cho nên là cái gì? Đói là mình ăn, nghèo là mình có thể đi ăn cướp, ăn trộm, giành giật của người này người kia. Nói đó, mình nghĩ rằng cái miệng này là của mình, cho nên đã là gì, mình muốn nói gì đó mình nói. Và đây là vì do vô minh này cho nên dẫn đến suy nghĩ, nói, làm vậy. Bây giờ này mình hiểu được giáo pháp của Phật. Giáo pháp của Phật nó thành ra là gì? Suy nghĩ nè, nói nè, làm nè, có kiểm soát, đã được kiểm soát. Thì có kiểm soát, đã được kiểm soát có nghĩa rằng là mình nói có ý thức rõ ràng, suy nghĩ có ý thức rõ ràng, làm có ý thức rõ ràng. Vậy thì tam hành này không do vô minh nữa, không do duyên vô minh nữa, không bị vô minh làm điều kiện để từ đó, đó mà có tam hành nữa. Thì từ cái chỗ đó, đó là bản thân của mình đã được chói sáng rồi. Và đã được chói sáng rồi. Và một khi tam hành của mình mà ok như vậy đó, tức là tam hành của mình đã sáng ngời vậy rồi, đã tinh khiết vậy rồi, thì bắt đầu đó đem cái ánh sáng đó cho đến cho cái cuộc đời này. Thử hỏi con Phật tử chúng ta, chứ một người thành tựu được giới, tức là người đó đó không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì có đem được cái lợi ích đến cho nhiều người không? Nhiều. Rồi thành tựu tiếp cái phần định nữa, tức là có thiền, có thần thông, thì lại đem cái lợi ích đến cho đời nhiều hơn nữa. Rồi thành tựu luôn luôn được cái phần tuệ, tức là hiểu rõ được lý nhân quả, nghiệp báo, tam tướng, đạo lộ hướng đến niết bàn, thì người đó đó lại đem lợi lạc đến cho đời nhiều hơn nữa. Giống như Sa Di Xú Khá này, xin thú quý thí, Sa Di Xú Khá hay gọi là Tỳ Kheo Xú Khá này, qua lời dạy của Đức Phật mà vị đó tự làm cho bản thân của mình sáng chói lên. Tức là sau khi thành tựu được quả